Tại kỳ họp, đại diện các sở ngành liên quan đã thông qua 3 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng, gồm kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, phân bổ chi tiết một số nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và bổ sung kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ phát sinh. Tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 10 ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh. Sau khi Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra đối với ba dự thảo nghị quyết này, kỳ họp tiến hành phiên thảo luận tại tổ. Với trách nhiệm cao trước cử tri, ba tổ thảo luận đã ghi nhận 16 lượt đại biểu tham gia ý kiến vào các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Bên cạnh những ý kiến cơ bản nhất trí với ba dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, đối với dự thảo nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, một số đại biểu đề nghị không đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với 5 nhiệm vụ chưa đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định và đề nghị tách thành một mục riêng để phân bổ chi tiết sau. Với tổng số tiền trên 695 tỷ đồng về dự án kè mốc 69 xã Mù Sang huyện Phong Thổ được Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư năm 2012, hoàn thành năm 2014. Tuy nhiên, hiện nay còn thiếu 1,4 tỷ đồng so với mức đầu tư để đền bù giải phóng mặt bằng và chi các nội dung khác, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm bố trí vốn thực hiện. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận giải trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét và thông qua 3 nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, phân bổ chi tiết một số nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và bổ sung kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ phát sinh, nghị quyết về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10 ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và các chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Giang Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, việc xem xét và thống nhất cao các nội dung tại kỳ họp đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể, nêu cao trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thành công của kỳ họp không chỉ thể hiện ở việc quyết định đúng đắn các nội dung quan trọng, mà quan trọng hơn cả là các nghị quyết, quyết sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.